đến với kênh Sang Ngọc TV nha. Hôm nay trời gió rất là lớn luôn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn con diều sáo mới của ba. Con này là ra chơi gió lớn nè các bạn. Màu gió lớn luôn. Gió hiện tại rất là lớn luôn nha các bạn. Ôi, một tay ghi không nổi luôn các bạn, nặng lắm, đau quá. Này phải gỉ hai tay chứ một tay là một tay kéo không nổi đâu. Con diều rất là nặng luôn. Gió này là hôm nay là khoảng 20 mấy các bạn, 28, 29, 30 gì đó. Rất là to luôn. Ở trên trời lúc này thì có hai con diều sáo các bạn, chỉ có hai con thôi mà kêu rên trời luôn đó. Một con diều sáo màu đen, anh bên đây cũng màu đen luôn các bạn, hai con diều sáo màu đen hết. Có hai con thôi mà gió quá, diều ông ba quay rồi các bạn ơi, xuống rồi. Giờ còn đang trên cây rồi các bạn. Tự lên luôn các bạn ơi.